lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cung dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo từ tánh làm lành, cùng pháp giới chung sanh cầu phận từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chi tu hồng vững bền, xa bể khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Hôm nay toàn thể đệ tử chúng con thành tâm quỳ đôi trước Phật đài trì tụng kinh Vu Lan Bao Hiếu Phụ Mẫu. Nguyện khắp cả ba ngôi Tam Bảo Đức Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca, Lạc Bang Giáo Chủ Di Đà cùng là Bồ Tát các vị thánh tăng, hiệp ba cõi mười phương tăng chúng mong từ bi tiết độ hương linh. Cửu huyền thất tổ siêu tăng, mẹ cha hiền tế phước tăng thọ trường, khắp chúng sanh rõ đường đạo đức thoát mùi mê chứng bậc quang minh. Ngưỡng mong đức cả oai linh từ bi thương xót chứng minh hộ trì. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Đấng Pháp Vương vô thường, ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người, cha lành chúng bốn loài. Nay con nguyện quy diễn trừ vô lượng tội, dâng lên lời tang thang ưng kiếm vẫn không cùng. Phần chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưỡi đê châu vi đạo tràng, mười phương phần bảo hào quang sáng ngời. Trương bảo tòa thân con ẩn hiền, cúi đầu xin tế nguyện quy. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tần Hư Không Biên Pháp Giới Qua Hiền Vì Lai Thầm Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thượng Trụ Tam Bảo. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hà sanh Di Lặc Tôn Phật, đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Là thế giới đại từ đại bi A Di
Đà Phật. Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chi Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Lò hương vừa bên chiến đàng, khắp sông phan giới đảo tràng mười phương. Hiện tần mây bao kiên tường, chư phần rõ biên ngọn hương chi thiền. Pháp tánh toàn thể hiện tiền, chứng minh hương nguyện phương liền ban cho. Nam mô hương vân cai Bồ Tát, Nam mô hương vân cai Bồ Tát, Nam mô hương vân cai Bồ Tát Ma Ha Tăng. Pháp vi diệu rất sâu vô lượng, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe được xin trí tùng, nguyện hiểu Như Lai nghĩa như màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bao hiếu phụ mẫu trọng ân, mồn thuở nọ Thế Tôn an trụ. Xa về thành kỳ tổ biên trung, chư tăng câu hồi rất đông. Tin ra tới số hai muôn tám ngàn, lại cũng có căn hàng Bồ Tát hội tại đây đủ mặt thường thường. Bây giờ Phật lại lên đường, cũng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành. Đao ban lỗ đành rành mắt thấy, núi xương khô bỏ đây lâu đời. Thế Tôn bèn vội đến nơi, lấy liền ba lấy rồi rơi giọt hồng. Đức A Nan tuổi lòng ai ngại, chẳng hiểu sao Phật lại đông xương. Vội vàng xin Phật dạy tường, thầy là tử phụ ba phương bốn loài. Ai ai cũng kính thầy dường ấy, cơ sao thầy lại lạy xương khô. Phật rằng trong các môn đồ, người là đệ tử đứng đầu dạy con. Bởi chưa biết đụng trong cho rõ, nên vì người ta tỏ đuôi đầu. Đông xương dồn dập bấy lâu, cho nên trong đó biết bao côn hài. Chẳng cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh. Luân hồi sanh tử tử sanh, lục tâm đời trương thi hài còn đây. Ta lễ bái kính người tiền bối, và ngậm ngùi vì nhớ kiếp
xưa, đông xương hỗn tạp chẳng vừa, không phân trai gái bỏ bừa khó coi. Người chịu khó xem soi cho kỳ, phân làm hai bên nữ bên nam, để cho phân biệt công phàm, không còn lẫn lộn nữ nam chân chồng. Đức A Nan trong lòng tha thiên, biết làm sao phân biệt khỏi sai. Ngài bèn xin Phật chỉ bày, không khó chọn lựa gái trai lúc này, còn sẵn tiền dễ bày sắp đặt. Khách đứng đi ăn mặc phân minh, chớ khi rã sang tiêu hình. Xương ai như nay khó nhìn khó phân. Phần mới bảo A Nan nên biết, xương nữ nam phân biệt rõ ràng. Đàn ông xương trắng nắng hoàng, đàn bà xương nhẹ đẹp tâm dễ nhìn. Người có biên cơ chỉ đen nhẹ, bởi đàn bà sanh để mà ra, sanh con bà đâu huyên ra. Tam hồng bốn đâu sữa hòa nuôi con, vì cơ ấy hao mòn thân thể. Xương đàn bà đem nhẹ hơn trai, A Nan nghe vậy bi ai, so thương cha mẹ con dạy dưỡng sanh, bèn cầu Phật thi ân dạy bảo. Phương pháp nào bao hiếu sống thân, Thế Tôn mới bảo lời rằng, vì người ta sẽ phân trần khá nghe, tâm đàn bà nhiều bề cực nhọc, sanh đằng con thập nguyện cứu mang, than đầu thai đầu tờ xương, mãi chịu gìn giữ sợ tan bất thường. Tháng thứ nhì dường như sữa đặng, tháng thứ ba như cùng huyết ngưng, bốn tháng đã thừa ra hình, năm tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng. Tháng thứ sau lục căn đều đủ, bảy tháng thì đủ bộ cốt xương, lại tiến đủ lỗ chân lông. Còn chúng đến số tháng buông bốn ngàn, tháng thứ tám hoàn toàn tàn phụ, chín tháng thì đầy đủ vong hình, mười tháng thì đến kỳ sinh. Nếu con yêu thuận xuôi mình ra luôn, bạn ngộ nghịch làm buồn thân màu, nó vẫy vùng đạp cấu lung tung, làm cho cha mẹ hãi hùng, sợ đau sự khổ không cùng tỏ phân. Khi sản xuân muôn phần an làm, cùng vi như đường bán đường vàng. Thế Tôn lại bảo A Nan, ơn cha nghĩa mẹ nhiều phần phải tin. Điều thứ nhất giữ gìn tài giáo, mười tháng thường chu đáo mọi bề. Thứ hai sanh để gom ghê, chịu đau chịu khổ mọi bề trăm phần. Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lay. Thứ tư ăn đắng nuông cây, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm cô rao phần con. Từ sau su nương nhai cơm,
đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tam chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miệng con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cùng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng mang tội lỗi bị giam đi cầm. Điều thứ mười chẳng ham trâu chuông, dành cho con cá của thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sanh bằng thái sơn. Phật lại bảo A Nan nên biết, trong chúng sanh tuy thiện phẩm người, mười phần mê muội cả mười. Không tưởng ơn trọng đứng dậy sống thân, chẳng kinh nên quên ơn trai đức. Không so thương dưỡng dụng cụ lao, hay là bất hiếu mặn giáo. Vì những người ấy đời nào nên thân, mẹ sanh con cứu mang mười tháng. Cực khổ dưỡng gánh nặng trên vai, uống ăn chẳng đặng vì thai. Cho nên thân thể hình hài kém suy, khi sanh sản hiểm nguy chi xiên. Sanh đặng rồi tinh huyết dần về, ví như thồng huyết trâu dê. Nhân sanh thập tử nhiều bề gian nan, con còn nhỏ phải lo chăm sóc. Ăn đắng cay bụi ngọt phận con, phải tâm phải giặt rửa trôn. Biết rằng giờ dây mẹ không ngại gì, nằm phía ương con nằm phía ráo. Sợ cho con ương ao ương chẳng, hoàng khi ghẻ trong khâm thân. Ăn con phải chịu trong phần thảm thương, tròn ba năm bú nương sữa mẹ. Thân gây mòn nào nề với con, khi con vừa được lớn khôn. Cha mẹ dạy bảo cho con vỡ lòng, cho đi học mở thông trí huệ. Dừng vỡ giọng có thể làm ăn, ước mong con được nên thân. Dầu cho cha mẹ cơ tận quan chi, con đau ôm tưng thì lo chạy. Dầu tôn hào đến mây cũng đành, khi con căn bệnh đang lành thì cha mẹ mới an thần định tâm. Công dưỡng dùng sanh bằng non biển, cơ sao con chẳng biết ơn này. Hoàng khi lầm lỗi bị rầy, chẳng tuân thì chớ lại bày ngộ ngang. Hồn cha mẹ phụng mang trợ măng, kinh trưởng huynh nam nộ thế nhi. Bà con chẳng kể ra chi, không tuân sư phụ lễ nghi chẳng tường. Lời dạy bảo sống đường không kề, tiên khuyên rằng anh chị chẳng mà. Trai ngang trong ban mọi đàn, ra vào lui tới mắng càng người trên. Vì lỗ mạng tánh quen làm bương, chẳng kể lời trưởng thượng dạy rằng. Lớn lên theo thói hung hăng, đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung. Bỏ bản lành theo cùng chung dữ, nên tập quen làm sự trái ngang. Nghe lời dù dỗ quân hoang, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người. Trưa còn
thân tìm kế sanh nhai, hoặc đi muôn bán kiếm lời, hoặc vào quân linh với đời lầm công. Vì ràng buộc đồng công môi nợ, hoặc trở ngăn vì vợ vì con, quên cha quên mẹ tình thâm, quên sư quên sở lâu năm không về. Ấy là nói những người có chi, chớ phận nhiều vô hy mà thôi. Sau khi pha hết của rồi, phải tìm phương kế khiêm đối đóng xài, theo trộm cướp hoặc là bài bạc, phạm tội hình phải vương. Hoặc khi mang bệnh giữa đường, không người nuôi dưỡng bỏ thân ngoài đồng, hãy tin giữ bà con cô bán, cùng mẹ cha sao sát buông rầu. Thương con tàn không ưu sầu, có khi mang bệnh đuôi mù vân vương, hoặc bệnh vì thương quá lệ, phải bỏ mình làm quỷ dữ hồn. Hoặc nghe con chẳng lo lường, ra đình tử điếm phố phường áo du, cứ mài miệng với đàn bận chăn. Chẳng mấy khi tức tỉnh mồ khan, làm cho cha mẹ than vang, sanh con phải mang tin đời. Hoặc cha mẹ đến hồi già yêu, không ai nuôi tiêu thôn mọi điều, ôm đau đói rách kêu rêu. Con không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương, phần con gái còn nương cha mẹ, thì có lòng hiếu để thuận hòa, cần lao phụng dịch trong nhà. Dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi, sống đến lung tùng phụ xuất gia, lo bên chồng chẳng xa bên mình. Chưa còn lai vạn viên thâm, lần lần ngồi lành biệt tâm biệt nhà, quên dưỡng dùng sống thân ân trọng, không nhớ không mang nặng để đau, chẳng lo bao bổ cụ lao, làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thay. Nếu cha mẹ la rầy của măng, trở sanh lòng hờn giận chẳng kiên, chớ chi chồng đánh liên miên, thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than. Tội bất hiếu lượng ban nam nữ, nói không cùng nghiệp giữ phải mang. Nghe Phật chỉ rõ mọi đàn, trong lòng đại chúng lòng càng thảm thay. Gieo xuống đất lấy cây lấy củi, đập vào mình vào mũi vào hông, làm cho các lỗ chân lông thấy đều rương máu ướt đầm cả thân. Đến hồn mê tâm thần bất định, một giây lâu mới tỉnh than rằng, bọn ta quá thật tội nhớ, xưa nay chẳng rõ công hơn người mù, nay tỏ ngộ biết bao lầm làng. Ruột gan dường như nát như tan, tội tình khó đổi than vang, làm sao trả đành muôn ngàn ân sâu. Trước Phật tiền ai cầu trần tô, xin Thế Tôn mẫn cô bi lân, làm sao bao đáp thù ân. Tỏ lòng hiếu thuận sống thân của mình, phép men dùng vàng thịnh sau mong phân
có cùng đại chúng lòng nghe. Ân cha nghĩa mẹ nặng nề, không phương bao đáp cho vừa sức đâu. Vì có người ân sâu dốc trà, con mẹ cha bên cả hai vai, giáp vòng hòm nuôi tu di. Bên trăm ngàn kiếm ân kia chưa vừa, vì có người gần cơn gió rem. Núi sông thanh dân hết tận này, sương nghiền tình năng phân tay. Trải trăm ngàn kiếm ân đầy chưa đồng, vì có người vì công sanh dưỡng. Từ tay mình quét thùng sông người, chiều thân mù tôi như vậy. Đến trăm ngàn kiếm ân này thấm đâu, vì có người cầm dao thiệt bén. Mổ bụng ra ruột hết tâm can, huyết ra khắp đất chẳng than. Đến trăm ngàn kiếm tâm ân đâu bằng, vì có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình bất luận chỗ nào. Tuy là sự khó biết bao, trải trăm ngàn kiếp không sao đáng đền. Vì có người vì ân dưỡng dùng, tự treo mình cúng Phật thế đẹp. Cứ treo như vậy trọn năm, trải trăm ngàn kiếp ân tâm chưa đền. Vì có người xương nghiền ra mờ, hoặc dùng dao chặt bữa thân mình. Xương tan tình năng chẳng phiền, đến trăm ngàn kiếm ân trên chưa đền. Vì có người vì công dưỡng dùng, nuôi sắc nông thấu ruột thấu gan, làm cho thân thể tiêu tan. Đến trăm ngàn kiếm tâm ân chưa đền. Nghe Phật nói tẩy đều kinh khủng, dọn lễ tràng khó đối cầm ngăn. Động tin bạch Phật lời rằng, làm sao trả đặng ân tâm xong đường. Phật mới bảo ca hàng Phật tử, phải lòng nghe ta chỉ sau này. Chúng người muôn đang ân dày, phải toàn biên trên kinh đây lưu truyền. Vì cha mẹ trì kiên phung tùng, cùng ăn năn những tội lỗi xưa. Cung dường tam bảo sớm trưa, cùng là tu phương chẳng chừa món chi. Rằm tháng bảy đêm kỳ từ tư, thập phương tăng đều dự lễ này. Sắm sanh lễ vật đủ đầy, chờ giờ câu hỏi đặng bày cung dân. Đặng cầu nguyện xong đường trường thọ, hoàng sanh về tịnh độ an nhàn. Ấy là bao đám thù ân, sanh thành dưỡng dục sống thân của mình. Mình cần phải cần chuyên trì giới, pháp tam quy ngũ giới giữ gìn. Những lời ta dạy định nên, khá nên đi tự phụng hành đừng sai. Được như vậy mới là khỏi tội, bằng chẳng thì ngục tôi phải xa. Trong năm đại tội kể ra, bất hiếu thứ nhất thật là trọng thay. Sau khi chết bị đầy vào ngục, ngũ vô giác cũng gọi A Tỳ. Ngục này trong núi Thiên Vị, văn phên bằng sắc vây quanh bốn bề. Trong ngục này hằng ngày lửa cháy, đố tội nhân hết thảy thành than.
có lò nấu sẵn cho ta, rón vào trong miệng tội nhớ hạnh hiền, một pha đủ cho người thọ khổ. Luộc tình gia đâu thâu tâm can, lại có cho sẵn răng can, phụng ra coi lửa đốt đoạn tội nhớ. Ở trong ngục có giường bằng sắt, băng tội nhớ nằm khắp đó xong, rồi cho một ngọn lửa hồng nương quay chúng nó giả phòng thịt đau, mong bằng sắt thương đau gươm dao, trên không trung đổ thao như mưa, gặp ai chém nay chẳng chừa, làm cho thân thể nát dự như tương. Những hình phạt vô phương kể hết, mỗi ngục đều có cách trị riêng, như là xe sắt phân tay, chim ưng mổ bụng trâu cày lưỡi lẽ, chớ chi đằng trên liền răng đỡ, vì nghiệp duyên không nỡ hành thân. Ngày đêm trên sông buôn lần, đến trăm ngàn kiếm không ngừng một giây, sự hình phạt tại A Tỳ ngùng, rất nặng nề ngổ nghịch sống thân. Chúng ngươi đều phải ân cần, thừa hành ca việt phân trần quảng trên, nhân này phải kinh này in trên, truyền ba ra cho khắp tây, như ai chép một quyển này, vi bằng thay đặng một vị Thế Tôn. Nếu in đặng ngàn muôn quyển ấy, thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên, do theo nguyện lực tùy duyên, chư Phật ủng hộ ý như sở nguyện. Cha mẹ đằng xa biển không lành, lại hoa sanh về cảnh thiên cung. Khi lời Phật giảng vừa xong, khâm trọng tư chung một lòng kinh vâng, lại pha nguyện thà thân này nang ra bụi cho muôn kiếp chẳng nài, dầu cho keo lưỡi trâu cày, đến trăm ngàn kiếp lời thầy không quên. Vì như bị ba thiên đạo kiếm khắp thân này đâm chém phần thầy, hoặc như lưỡi trói thân này trải trăm ngàn kiếp lời thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cưa bị chặt, phân chia ra muôn đoạn rã rời, đến trăm ngàn kiếp như vậy, chúng con cũng chẳng trái lời thầy khuyên. Đức A Nan kiên thiền đánh lễ cầu Thế Tôn đặng để hiểu kinh, ngày sau truyền ba chúng sanh dễ bề phung tụng trì chuyên tu hành. Phật mới bảo A Nan nên biết, quyển kinh này quá thật cao xa, đặng tên bao hiếu mẹ cha, cùng là ân trọng thật là chân kinh. Các ngươi phải giữ gìn châu đáo, đặng đời sau y giáo phụng hành. Sau khi Phật dạy đành rành, bốn ban Phật tử rất mừng rất vui, thấy muốn lòng vẫn theo lời Phật, và kinh thành tinh chắc vẹn truyền, đồng nhau tự lại Phật tiền. Nhân tâm đảnh lễ rồi liền lui ra, Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Kỳ sám hối phù mẫu kính thưa cha mẹ tường tri, nghĩ ra mới biết lỗi nghỉ ơn trên. Từ khi hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời. Nặng nề cực nhọc lắm ôi, công cha nghĩa mẹ kể thôi sao cùng mà. Con xin đảnh lễ cúc cung, nghiêng mình phụ phục mong dung tôi rầy. Si mê u tôi chẳng hay, mẹ cha sầu khổ tan ngày heo hóm. Hiếu tâm hiếu hạnh khôn tròn, âu thơ đã lỗi lớn khôn đã lầm. Mẹ cha ơn trọng tình thâm, nắng mưa dầu dãi gian truân nhọc nhằn. Hy sinh hạnh phúc bản thân, chỉ mong con trẻ thành nhân thánh hiền. Mẹ cha là Phật tại tiền, là thầy trước mắt phàm thiên trong nhà. Nuôi con tóc bạc màu hoa, quy con ơn cả ngọc ngà riêng tư. Tình thương xuôi chảy một miền, nhưng con nào biết giữ niềm kính yêu. Đôi khi phạm thượng lắm điều, nuôi cha dưỡng mẹ ít nhiều kể công. Mẹ cha lượng cả bao dông, cho con sám hối trọn lòng ăn năn. Tội con bất hiếu muôn ngàn, mẹ cha duỗi cánh tay vàng xa cho. Tình thương giọt nương cam lồ, giúp con thoát khỏi hóa đồ lầm mê. Từ nay con trẻ quay về, sống đời hiếu tử vẹn bền nhân luân. Mẹ cha sang xuống tinh thần, đạo vàng quy ngưỡng chuyên cần tân tu. Một lạy cầu đấng đại từ, mẹ cha trường thọ công phu trọn lành. Hai lời cầu đấng sanh thành, sống theo chân pháp quang minh một niệm. Ba lời chúng con xin nguyện, trọn đời sống đạo gieo duyên niên bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kể niệm ân và bao hiếu hiền mẫu, kính lấy mẹ nguyện ân cao cả. Dẫu muôn tấm vàng thuở khôn đền, từ âu thơ lầm lỗi gây nên. Nay khôn lớn chưa trọn hiếu từ, ơn nghĩa nặng tình xưa khuyên nhủ. Công sâu dày chín tháng cưu mang, dưỡng bào gì ăn uống kiêm khem. Lung đi đứng trái trời trở tiên, nỗi thông khổ làm sao kể xiên. Từ trong chèo vườn càng qua sông, trào lệ vui tiên không bên lòng. Yêu con trẻ nâng như trứng mộng, kinh lấy mẹ nguồn sâu vô tận. Xuôi cam lộ tâm mang đời con, rao con lăng bên ương mẹ nằm. Bao giờ uế nhọc nhằn cam chiều, đuông mặn đắng chua cay tuổi hận. Ôi xuôi đời hiền mẫu lo toan, mới cảm đau do may sẽ mình. Mẹ hơn hải đảo trời khấn phục,
Phật tình thương mẹ thâm dòng sữa mạnh nuôi đời con đến lúc thành người, lúc khó khăn khô nhà cầm hơi miên ngon ngon dành phần con trẻ. Năm canh đêm thức chừng con ngủ, sau các ngày tần tảo ngược xuôi, đủ áo cơm nở mặn với đời, cho ăn học đua đòi sĩ diện. Kinh lạy mẹ ơn thiên hiển hiền, xuôi từ bi vô lượng nhân gian. Nhiều khi con ngỗ nghịch hoang đàn, lâm lung lại hỗn hào tai ngược, mẹ quay mặt giao bào căng ruồng, đánh con đau lòng mẹ thêm đau. Ôi huyên nhục tâm ân giao dưỡng sâu màu, đèn xanh sang lòng con chưa đủ sáng. Nay nhờ Phật tâm minh tri ràng, đuông thiên lương Phật đạo soi đường, mẹ là liên trì tỏa ngát nguồn hương, là thanh nhạc chim trời đao lời, là bảy bao phung đời cao vời. Niềm trong lành thường lạc thường vui, mẹ tình thương muôn thuở về xuôi, là biển rộng sông dài núi cả. Phụng dưỡng mẹ áo cơm đầy đủ, phải cung cung hiến dạ sớm hôm. Khi ôm đau cơm cháo bên giường, lo xuôi ngược thuốc thầy tận tùy, giữ mang mẹ cháu con hòa khí, tạo niềm vui thuần tạo gia đương. Giúp mẹ đứng tình bố thi cung dường, khuyên giữ giới tham thiền niệm Phật. Kinh lạy mẹ vì thầy trước nhất, là tiên nhân từ ai ngự trong nhà. Con nghiêm cung phụ phụng thiên ta, sám hối mẹ ăn năn sợ hãi. Nếu mẹ đã vội vàng quấn đuôi, biết làm sao hiếu hành chu toàn. Nói tin xưa đứng mùng kiền liên, gương đại hiếu vầng trăng bất diện. Son tay mẹ cổ độ đến xiên, lòng chi thành kính thỉnh thầm phương tăng. Lễ vật hương hoa cơm bánh cúng dường, tâm thanh tình các ngài chú nguyện. Uy lực tăng vô biên thanh điện, mẹ hoa sẵn dùng giới chư tiên. Đến muôn sau kinh sử còn truyền, gánh bao hiếu bao đền cúng dùng. Lại tưởng nhớ mẹ ngài xa lời phân, dẫu trọn đời chẳng thích xa môn. Vì vô ta ma bà phải lìa con, nên thành kiên ăn sau phê phụ. Quán tay mẹ căn duyên sẵn đủ, căn nhà xưa chọn chỗ niên bàn. Xuống ba cánh sáng rừng hào quang, tiền sau cõi tới lui hậu hạ. Đại phàm thiên vị thần cao cả, cũng hiện bên giường cung kính chắp tay. Oai con bà sợ hãi lắm tay, huống đức Phật tôn sư vô thường. Nhờ ngưỡng phụng tâm bà thanh tình, ngày sáng đã chứng quả dự lưu. Cảm kinh xuyên bao thanh vì sâu màu, căn bao hiếu của hai ngài Như Lai trường tử, đã trọn vẹn cụ lao chính chữ. Lại trời người thấy thấy tâm nhuận anh,
Đệ tử hôm nay hồi đủ duyên phần, hiếu và đạo nguyện thành thiên mạng. Vận tuệ nhận tam thiên sanh làng, đẹp vô minh hôn ám bao đời. Cầu cho sanh loài muôn nơi, thọ trì tăng hạnh trà người nhân luân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Di Lạc Tôn Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mùng Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con thành tâm quỳ đôi trước Phật Đại Trì Tùng Sám Văn, ngựa nguyện hồng ân tam bảo thùy từ lại lâm chứng giám, gia hộ cho tất cả đệ tử hiền tiền chúng con cùng gia đình thân quyến đường tần bần tiêu trừ tai qua nàng khỏi tội diệt phước sanh thiện căn tăng trưởng đạo tâm kiên cố tinh tấn tu hành cầm cầu siêu cho tất cả chư vị hương linh quanh đây cùng hết thầy chư vị hương linh trong cõi giới diệu hình được nương nhờ thần lực mười phương tam bảo từ tài về đây nghe kinh nghe pháp xả bỏ ưu phiền nhân tâm hướng thiện nhớ đến vô thường tìm về vô ngã rồi nhờ công đức này sớm siêu sinh về miền tình cảnh đời đời không còn thoái chuyển với chân pháp cùng pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ quý Phật đương nguyện chúng sinh phán vô thượng tâm. Từ quý pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Từ quý tăng đương nguyện chúng sanh thông ly đại chúng nhân thiên vô ngại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin mời quý vị tự chắp tay mặt đối mặt.